Theo thống kê của Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận số ca mắc mới tay chân miệng tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, căn bệnh này hiện vẫn chưa có vaccine dự phòng, mặc dù tỷ lệ lây lan rất cao. Các chuyên gia y tế dự báo trong thời gian tới, bệnh tay chân miệng sẽ còn tiếp tục gia tăng. Các địa phương cần tích cực tuyên truyền các biện pháp phòng chống bệnh cho người dân. Trong hơn 10.000 ca mắc bệnh tay chân miệng tính từ đầu năm đến nay, các tỉnh khu vực phía Nam ghi nhận trên 7.500 ca, chiếm 75% tổng số ca mắc bệnh tay chân miệng của cả nước. Số ca mắc mới tay chân miệng ghi nhận chủ yếu ở các cơ sở giáo dục mầm non, với trên 90% trẻ dưới 5 tuổi mắc bệnh, không ghi nhận ca tử vong. Tay chân miệng là bệnh do có nhiều loại virus gây nên, lây lan từ người sang người và nguy cơ tạo thành ổ dịch lớn. Bệnh có nhiều biến chứng nguy hiểm, diễn biến rất nhanh chỉ trong vài giờ. Bệnh là chủ yếu theo đường tiêu hóa từ nước bọt, mụn nước và phân của trẻ nhiễm bệnh, dẫn đến nguy cơ lây lan khi trẻ sinh hoạt tập thể tại cơ sở giáo dục mầm non. Cao điểm của bệnh tay chân miệng là từ tháng 3 đến tháng 5 và từ tháng 8 đến tháng 9 hàng năm. Do đó, Bộ Y tế dự báo bệnh tay chân miệng sẽ còn gia tăng trong thời gian tới. Biện pháp phòng bệnh chủ yếu là giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, tránh tiếp xúc với mầm bệnh để đề phòng lây nhiễm.